Sao? Tìm tôi làm gì đây? Anh muốn nói chuyện với em, cho anh chút thời gian nói chuyện với em được hay không? Thôi khỏi đi. Anh muốn nói gì thì nói lẹ lên đi. Anh muốn quay lại với em, mình làm lại nha. Anh biết anh sai rồi mà. Làm lại từ đầu mà. Hôm qua anh đi đâu với ai vậy? Anh đi với nhỏ em gái mà. Cái gì? Em gái anh hả? Em gái anh mà anh chở nó vô nhà nghỉ hả? Có đâu. Mua sách mà vô nhà nghỉ hả? Tự ai nói với em vậy? Anh đi mua sách thiệt mà. Nay cặp con này, mai cặp con kia, thế nào Sida cũng dòm ngó anh à. Thôi nha, tôi không thích nói nhiều với anh nữa. Anh về đi, bye. Anh xin em một lần suy nghĩ em ơi em à. Anh sai rồi, anh không nên vì ham của lão. Và nên bây giờ anh là người có lỗi. Đêm cho anh nhận ra anh không thể sống thiếu em. Mặc dù có ra sao, dù có thế nào, anh không buông tay em ra đâu. Là thằng đàn ông, thằng nào không mắc phải sai lầm. Thì ngày xưa em cũng như vậy, thì anh chịu đựng trong âm thầm. Cớ sao bây giờ em tìm đủ cách để gạt bỏ anh sang một bên. Em không còn yêu thì cứ bước đi, nếu có gặp nhau cứ gọi bằng tên. Lỡ lần này không có lần sau, anh hứa thật lòng sẽ không như vậy nữa. Ok, và kể từ đây những gì anh làm anh sẽ không bào chữa. Em ơi hãy quay về đây, anh thực hiện những lời anh đã hứa. Trong giấc của những cô gái sẽ không một phút nào dây dưa. Chắc bây giờ em đang rất hận, trong mắt em anh không là gì, là thằng bạn trai hay kẻ đồng hoa. Cho nên em cứ nói ra đi, có gì đâu mà em im lặng. Mặc dù hai ta đã từng trải, được thì tiếng chứ đừng lạnh lùng. Anh biết anh làm như vậy là anh sai. Im im đi đừng tiếp tục nói. Nghe sổ tay anh nói với tôi, mà ngày hôm qua anh còn nhỏ nào overnight. Nói em gái anh hả, vì vô nhà nghỉ để làm gì? Chứ cờ caro chưa bốn thùng. Anh nói thử tôi nghe đi. Sáng con này chứ con kia thớ ân con nọ không mệt hả? Tôi nói lên lắm không sớm thì muộn anh cũng mắc phải và si ra. Cái bản mặt anh thì như mặt đường con gái, đứa nào của anh cũng biết. Sáng vô bệnh viện xét nghiệm đi, coi chừng kết quả là dương tính rồi đó. Tình yêu ngày xưa tôi cho anh xem như cổ rác. Giờ quay về đây anh nói anh sai hả? Chắc anh muốn anh tác. Ngày xưa tôi hiện bị anh lợi dụng, nhưng giờ thì anh mới đi hả? Chưa chán chưa nghe tôi quay về đây em mà mình làm lại từ đầu hả? Biến 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 anh làm ơn biến giùm tôi đi. Anh muốn tôi ném chiếc dép vào bản mặt anh hả vậy? Tôi nói hết lời muốn cạn nước miếng và anh vẫn bám theo tôi là sao? Bạn trai tôi anh mà bắt gặp thì có chừng đầu anh đổ máu. Có không giữ mất lần tiền tôi dạy anh hoài sao không tiếp thu? Quen nhỏ này còn cô nhỏ khác hơn một chục đứa mà chưa biết đủ. Trong tình yêu đừng tham lam quá rồi cuối cùng cũng chẳng tay một thằng đàn ông lòng đầy dối trá như anh thì tôi cũng đành bó tay. Nhắc lại lần cuối đi cho anh nhớ suốt cuộc đời ngày trước tôi mong là anh quay lại với tôi. Bây giờ anh đã hết thời, giờ thì dẹp cái suy nghĩ tất cả sẽ đều mua được bằng tiền nữa. Anh biết nhục thì đừng làm phiền, được thì tiếng còn không thì biến. Ok em cũng biết anh rất nhiệt tình, ai muốn yêu thì anh sẽ đáp trả qua đường. Vậy giờ là xong, tình cảm anh dành cho em là thật mà chắc có lẽ là không, vì em đã có một người mới. Khoảng thời gian em đúng bên anh, em bắt thằng kia mọi lúc mọi nơi. Ok thì bấy lâu nay tiếp cận anh là để trả thù, anh tưởng em một lòng một dạ nhưng mà thật sự là do anh mù. Cho đến hôm nay anh mới nhận ra em cũng như vậy như bao người khác. Niềm sung sướng của em đơn giản là mỗi ngày đi với một thằng, có chơi nhà mới lời mà chuột, mới chia tay có người thứ hai. Cái điều đó nó đã quá rõ và không trách ai tại anh xấu đỏ. Anh yêu lầm một con sông đỏ mà khi hoa bướm thì nó sẽ bay. Anh không ngờ là vậy, luôn đó nghĩ tốt về em ở anh sai. Suy cho cùng cũng lợi dụng nhau, thấy em như vậy cũng không có hèn. Em ngày xưa giở vờ khách sáo, giờ đi với ai miễn là có tiền. Thôi dẹp liền với cái suy nghĩ, tặng em một câu để em thanh thản. Em đừng vội mừng một ngày nào đó chỉ còn mình em trong khoa sinh sản. Nói vậy thôi nếu anh si đa thì em làm sao mà tránh khỏi. Cho em tàn như khói thuốc lá thì anh bằng lòng chịu đánh đổi. Em đừng có nói anh bám theo em, nộp lại tin nhắn ngày đó đi em. Cũng chính là em là người tả tính trong khi em đang thèm kem chuối. Nãy giờ xuống nước với em như vậy là quá đủ. Được thì tiếng không thì biết, chứ qua tập 3 là quá cũ. Rồi chơi kéo co đến đây kết thúc, cũng là lúc hằng này bức xúc. Cũng có đôi lời gửi đến đàn ông tranh bóng gái ngu khi tôi kết thúc. Cái thứ nhất mà tôi cân nhắc, dắt người yêu thằng khác đi chơi. Cái ngu thứ hai mà tôi mắc phải, không quản họ mà lại ngó lơ. Điều thứ ba là tôi thật thà, nhìn bề ngoài đánh giá bề trong. Điều thứ tư chuẩn của phụ nữ dòng 1, dòng 2 rồi lại về không. Cái thứ nhất mà tôi cân nhắc, dắt người yêu thằng khác đi chơi. Cái ngu thứ hai mà tôi mắc phải, không quản họ mà lại ngó lơ. Điều thứ ba là tôi thật thà, nhìn bề ngoài đánh giá bề trong. Điều thứ tư chuẩn của phụ nữ dòng 1, dòng 2 rồi lại về không.